Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày cuối của mùa Phục Sinh. Thứ năm tới đây là đại lễ Chúa lên trời, kỷ niệm sau 40 ngày theo truyền thống của giáo hội là ngày lễ Chúa đã sống lại, sau 40 ngày Chúa về trời. Rồi 10 ngày sau đó chúng ta sẽ mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vì thế phụng vụ lời Chúa qua các bài đọc trong những ngày này nói cho chúng ta về những diễn từ biệt ly của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu loan báo về việc Ngài sẽ ra đi, sẽ rời bỏ các môn đệ của Ngài để về cùng Chúa Cha. Ngài sẽ bước vào cuộc khổ nạn và cái chết vinh quang, rồi mới để đạt tới phục sinh khải hoàn. Khi Đức Giêsu loan báo về việc ra đi, các môn đệ đã cảm nhận những việc bi thảm sắp xảy ra, lòng dạ rối bời. Nhưng Đức Giêsu đoan chắc rằng Người cũng sẽ không để các ông mồ côi. Người sẽ đến với họ, họ sẽ thấy Người sống và chính họ cũng sẽ được sống. Lúc mắt họ mở ra, tâm trí họ hiểu được, lòng họ bừng sáng, thì họ sẽ nhìn thấy Người trong cái nhìn mầu nhiệm hiệp thông lạ lùng. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em cũng ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Mầu nhiệm tình yêu là như vậy, thưa anh chị em. Mầu nhiệm tình yêu là mầu nhiệm hiệp thông. Các môn đệ ở trong Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, và vì thế các môn đệ cũng được ở trong Chúa Cha. Hay có thể nói một chiều ngược lại, Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ở trong các môn đệ, và vì thế Chúa Cha và Chúa Giêsu cũng ở trong các môn đệ. Chúa Giêsu đã nói những lời ấy, những tâm tình ấy với các môn đệ yêu dấu của Ngài, và Ngài mong ước cái mầu nhiệm tình yêu được nên một, được gắn kết giữa các môn đệ với Ngài, như Ngài với Chúa Cha. Và như thế làm nên một mầu nhiệm hiệp thông trọn vẹn, Chúa Cha, Chúa Giêsu và các môn đệ hằng ở trong nhau. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp: Nếu anh em yêu mến Thầy thì anh em sẽ tuân giữ các điều răn Thầy truyền dạy. Các điều răn của Đức Giêsu không chỉ là những giáo huấn về luân lý, về đạo đức, mà còn diễn tả một mầu nhiệm của sự kết hiệp sâu xa trong tình hiệp thông yêu thương, một cách sống thần linh do bởi Người luôn giữ các giới răn của Chúa Cha và luôn ở trong Chúa Cha. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong kinh nghiệm đời thường, chúng ta cũng thấy nhiều người cha mẹ nói với con cái: Bố mẹ thương mến con,
và dành tất cả mọi sự lo lắng quan tâm cho con. Bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và giáo dục con nên người. Giờ đây đến tuổi khôn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, phải rời xa cha mẹ. Và bố mẹ chắp cánh cho con được bay cao bay xa đó, nhưng mà vẫn dõi mắt nhìn con, bởi vì thương con. Và vì vậy cũng mong con cái của mình đáp lại tình thương của bố mẹ. Nhưng nếu con mà yêu mến bố mẹ, thương bố mẹ, thì hãy giữ lời của bố mẹ. Đi xa, hãy siêng năng học hành, đừng có đua đòi bạn bè rồi chơi bời, đi vào con đường hư hỏng. Và như vậy làm cho cha mẹ sẽ buồn lắm. Thương cha mẹ, và cha mẹ dặn dò đứa con đi xa đó, nếu thương cha mẹ thì hãy giữ lời của cha mẹ dạy. Và với lời ấy, với những lời dạy của cha mẹ mà con cái vâng phục, thì nó trở nên tốt, trở nên ngoan, trở nên thành đạt nơi đứa con. Với Chúa Giêsu cũng vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, tình yêu chân thật chỉ có thể chứng minh bằng sự vâng lời chân thành, chứ không phải là một thứ cảm xúc, một tình cảm nhất thời mà thôi. Chúa Giêsu hôm nay Ngài nói với các môn đệ, và qua đó Ngài cũng nói với chúng ta: ai yêu mến Thầy thì tuân giữ giới răn của Thầy, tuân giữ những lời mà Thầy truyền dạy cho anh em. Vì nếu các môn đệ yêu mến Thầy, họ sẽ vâng lời Thầy, như Đức Giêsu đã chứng minh người rất mực yêu mến Chúa Cha qua sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Ngài vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và là chết trên thập giá. Vì vậy Chúa Giêsu cũng mong và mời gọi các môn đệ cũng như là chúng ta hôm nay, yêu mến Chúa, đáp lại tình yêu của Chúa, thì hãy tuân giữ, vâng lời giới răn của Chúa. Và Chúa Cha đã không bỏ rơi Chúa Giêsu, thì các môn đệ sẽ nhận được một món quà thần linh được gửi tới từ Chúa Cha, là đấng bảo trợ khác đến ở với họ luôn mãi. Chúa Giêsu lên trời, Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, nhưng đồng thời Ngài vẫn đưa mắt dõi nhìn chúng ta, Ngài vẫn hiện diện với chúng ta một cách thức khác, một thể thức khác, và nhất là Ngài cầu xin cùng Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần trên nhân loại này. Chúa Thánh Thần hồng ân là quà tặng từ cung lòng Chúa Cha, Chúa Giêsu sẽ lại xin để ban cho chúng ta. Và vì vậy Chúa Giêsu đã nói: Thầy đi xa rời khỏi anh em, nhưng Thầy sẽ xin Chúa Cha để ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, đó là Thánh Thần sẽ ở với anh em luôn mãi. Về việc hứa ban đấng bảo trợ, chúng ta thấy rằng khi ở với các môn đệ, Đức Giêsu là đấng bảo trợ cho họ, người biện hộ, người bảo vệ họ trước những sự chỉ trích, phê phán của người Do Thái, người mặc khải các mầu nhiệm, dạy dỗ, yên ủi họ, giúp họ can đảm trên bước đường đời. Thì giờ đây người sẽ hứa, người cũng hứa sẽ xin Chúa Cha ban cho họ đấng bảo trợ khác, là thần khí sự thật sẽ đến ở trong họ, ở với họ để hướng dẫn và giúp họ có khả năng đối phó với mọi hoàn cảnh. Chúa Giêsu còn nói về sự hiện diện mới của người. Người ra đi không phải là bỏ lại các môn đệ mồ côi, nhưng người vẫn ở với các môn đệ. Người ra đi, nhưng mà không phải là để rời xa các môn đệ. Ngài vẫn hiện diện với các môn đệ một cách khác, mầu nhiệm và hữu hiệu hơn. Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta bị ngụp lặn trong những lo âu, buồn chán, đau khổ, bi ai và thất vọng. Ta có nhớ đến lời hứa của Chúa: Thầy ở với anh em luôn mãi. Chúng ta có nhớ đến những lời hứa của Chúa và biết rằng Chúa vẫn ở với chúng ta luôn mãi hay không? Ngài lên trời không phải là Ngài rời xa chúng ta đâu, nhưng mà Ngài vẫn hiện diện với chúng ta một cách khác, thiêng liêng, mầu nhiệm hơn và hữu hiệu hơn. Chúng ta hãy nhớ đến lời hứa của Chúa: vâng, Chúa luôn ở bên chúng ta. Hãy ý thức việc Chúa ở với ta như Thánh Phaolô biểu hiện trong đời sống của Ngài.
ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, bắt bớ, đói khát, hiểm nguy, gươm giáo? Như có lời chép: vì Ngài mà chúng con bị coi như đàn cừu, bị đem đi sát sinh. Nhưng trên tất cả mọi thử thách gian truân ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài vẫn ở với chúng ta và Ngài nâng đỡ chúng ta. Ngài như là người bạn hữu ở bên cạnh để củng cố niềm tin và ban sức mạnh thiêng liêng cho chúng ta. Tôi có một người bạn, chiều hôm nay anh ấy đến thăm tôi. Anh ấy là Tân Tòng. Nói là Tân Tòng nhưng mà cũng theo đạo được 3 năm, 4 năm nay rồi. Cho nên là đức tin cũng đang bám rễ sâu này. Nhìn anh sau khi bắt tay vào những lời chào hỏi, tôi bảo rằng không biết là cuộc sống của anh thì có gặp khó khăn gì không. Nhưng mà nhìn bề ngoài thấy anh có vẻ bình an thư thái lắm. Anh ấy bảo cha nhìn bên ngoài vậy thôi chứ bên trong con nhiều bầm dập lắm, nhiều sóng gió, bão tố lắm. Mà ngày xưa chưa theo đạo ấy thì giông bão còn nhiều nữa. Bây giờ đã đi theo Chúa rồi, có đức tin rồi, bám vào Chúa rồi, thì giông bão vẫn còn nhiều. Nhưng mà điều quan trọng là làm chủ được những giông bão ấy, vững dạ an lòng hơn, bởi vì mình tin cậy vào Chúa. Và trong cuộc sống có những khó khăn thử thách gì thì cảm thấy là vững tay chèo hơn. Vâng, thưa quý ông bà, anh chị em, đấy là cảm nghiệm một người Tân Tòng đi theo Chúa, được rửa tội, có đức tin, được Chúa ban ân thánh. Và trong cuộc sống của anh ấy cũng như là của mỗi người chúng ta, chắc rằng không tránh khỏi những cái thử thách khó khăn, gian truân vất vả trong cuộc đời chúng ta đâu. Nhưng mà điều quan trọng, chúng ta có cảm nhận được Chúa ở bên cạnh chúng ta hay không? Và Chúa ở trong lòng chúng ta, để Chúa nâng đỡ niềm tin còn yếu đuối nơi chúng ta. Và mình cảm nghiệm được, cảm nhận rằng Chúa ở với chúng ta luôn mãi, thì sẽ cảm nhận được tình thương của Chúa bao la. Ngài bao trùm che phủ chúng ta. Dù ta chưa biết Chúa, dù ta chưa biết Chúa nhiều như những nhà kinh thánh hay là thần học gia hoặc các bậc tu hành đạo đức, nhưng với một đức tin, niềm trông cậy và lòng yêu mến, đơn sơ chân thành, ta cũng cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, của mọi hoàn cảnh cuộc sống chúng ta, thưa anh chị em. Chúa vẫn ở bên ta như một người bạn thân thiết. Một lúc nào đó ta cũng có thể thưa lên với Chúa như là Thánh Phaolô: không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô được. Vậy thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta được lắng nghe lời Chúa, chúng ta được nghe những lời ủy an của Chúa. Ngài ra đi để về cùng Chúa Cha, nhưng mà Ngài không rời xa chúng ta. Ngài sẽ ở bên hữu Thiên Chúa Cha để cầu nguyện cho chúng ta, cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Và Ngài sẽ hiện diện với chúng ta một cách nào đó thiêng liêng bổ nhiệm, để hằng nâng đỡ, củng cố niềm tin, lòng trông cậy và tình yêu mến của chúng ta. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và củng cố đức tin còn yếu kém nơi chúng con, và ban sức mạnh cùng lòng mến, để chúng ta tuân giữ lời của Chúa và hằng an tâm trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa luôn ở cùng chúng ta. Amen.